Tiêu Ngọc Linh, vợ à, hôm nay em lại ăn diện đẹp như thế. Em tính đi đâu vậy? Hôm nay bạn thân em hẹn em đi ăn, anh không cần phải đợi em. Nếu tôi không tận mắt nhìn thấy đoạn phim của cô và Hách Nhất Thiên, tôi thật sự không biết cô lại giả vờ giỏi như vậy. Vợ à, là bạn thân nam hay bạn thân nữ vậy? Trần Bảo Anh bắt đầu nghi ngờ em à, nghi ngờ em ngoại tình sao? Được thôi, nếu như anh đã nghi ngờ em, hai chúng ta ly hôn là xong rồi. Vợ ơi, anh xin lỗi, anh không nên nghi ngờ em. Tối nay công ty anh tăng ca, em cũng không cần đợi anh đâu. Được thôi, lần trước ở nhà của Hách Tổng, còn tối hôm nay, vừa hay tên vô dụng này lại không có nhà. Bảo bối, tối hôm nay sao em lại đẹp thế? Hách Tổng, anh đến vội vàng quá. Bên dưới người ta chỉ kịp mặc quần tất đen thôi. Vậy cũng tốt, Hách Tổng thích như vậy nhất đấy. Đúng là tiện nhân. Em nói xem, chỉ hai chúng ta ở nhà tối hôm nay sao? Chồng em sẽ không về chứ? Hách Tổng, bộ anh không biết, cái tên vô dụng đó cả ngày chỉ biết tăng ca, chỉ kiếm được vài ngàn đồng một tháng. Người ta dạo này muốn mua một cái túi, anh ta cũng không mua nổi cho em. Anh ta chỉ là một tên vô dụng thôi. Vậy Hách Tổng nói cho em biết, cậu ta chỉ là một kẻ thấp kém thôi. Phải, Hách Tổng, anh ta là công nhân quèn thôi, sao có thể so sánh với anh chứ? Hách Tổng, người ta bị bệnh rồi, cần anh chăm sóc. Được, Hách Tổng sẽ chăm sóc cho em. Đồ trơ trẽn. Ai đó? Hách Tổng, anh đừng quá lo lắng. Hôm nay chỉ có anh với em ở nhà thôi. Tên vô dụng đó sẽ không về đâu. Chúng ta tiếp tục. Tên khốn kia. Chồng à, sao anh quay về rồi? Đây là anh bạn thân của em, sức khỏe anh ấy không tốt nên em mới chăm sóc cho anh ấy. Cô tưởng tôi bị ngốc à? Anh bạn thân, hai người đã đến bước này rồi, cô vẫn nói anh ta là bạn thân sao? Chuyện hai chúng tôi. Trần Bảo, hóa ra cái tên vô dụng đó lại là cậu sao? Cậu đừng nói, vợ của cậu thật sự rất tuyệt. Nếu anh đã nhìn thấy hết rồi, vậy thì tôi sẽ không giả vờ nữa. Tôi và Hách Tổng, đó là tình yêu đích thực. Tôi vì muốn cô được sống đủ đầy đã làm hai công việc cùng lúc. Anh ta mới là người cô yêu nhất. Vậy tôi là gì? Đủ rồi, Hách Tổng, anh ấy vẫn luôn đối xử tốt với tôi. Còn anh thì sao? Chẳng qua chỉ là một công nhân lăn lộn ở công trường. Tôi đã chán ghét anh từ lâu rồi. Đôi cậu nam nữ các người. Đủ rồi, cậu vẫn không chịu ngừng, đúng không? Tôi nói với cậu, làm đàn ông cậu phải rộng lượng, vậy mới tốt cho ba chúng ta. Anh cướp vợ tôi, còn muốn tôi rộng lượng. Được rồi, Trần Bảo, không phải tôi chỉ là ở bên Hách Tổng thôi sao? Anh có cần phải vậy không? Tiêu Ngọc Linh, một chút thể diện cô cũng không cần sao? Giữ thể diện thì có ích gì? Cái tôi muốn là tiền. Tôi đã nói với anh nửa năm trước rồi, tôi muốn mua một cái túi, anh có mua được không? Không giống như Hách Tổng, tôi chỉ cần tùy tiện nói vài câu là anh ấy đã mua cho tôi vài cái. Đây chính là sự khác biệt giữa anh và Hách Tổng đó. Trần Bảo, anh cũng đừng quá tức giận. Tôi chẳng qua chỉ thấy anh làm việc ở công trường có hơi vất vả, cho nên tôi mới làm gì. Cô nghĩ cắm sừng tôi là tốt cho tôi à? Đủ rồi, Trần Bảo, vậy tôi sẽ nói sự thật với anh, chuyện giữa tôi và Hách Tổng. Nếu như anh có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, vậy thì tôi vẫn là vợ của anh. Còn nếu không được, vậy hai chúng ta ly hôn đi. Ly hôn thì ly hôn, anh đừng có hối hận. Muốn ly hôn đúng không? Vậy cô mau dọn hết mọi thứ, cút khỏi đây đi. Căn nhà này là do tôi mua. Tôi cút ra ngoài sao? Trần Bảo, anh đừng quên rằng năm đó khi chúng ta kết hôn, ngôi nhà này đã đứng tên tôi rồi. Muốn cút ra ngoài cũng là anh cút. Tiểu Trần này, có một câu không biết có nên nói hay không, nhưng câu này quả thật rất đúng. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tôi đây không phải chỉ là lên giường với vợ cậu thôi sao? Cũng đâu có cắt miếng thịt nào của cậu. Cậu đấy giờ vẫn là tài xế của tôi. Cẩn thận, tôi khiến cậu ngày mai thất nghiệp đấy. Hách Tổng, anh ta là nhân viên của anh sao? Cục Trương à, em thấy có trùng hợp không? Đúng là anh ta. Trần Bảo, anh còn dám ly hôn với tôi sao? Sao lại không dám chứ? Nếu chuyện của tôi và Hách Tổng anh không quan tâm tới, tôi vẫn là vợ trên danh nghĩa của anh. Sau này thẻ lương không cần đưa tôi nữa. Anh nói xem, không mất vợ cũng không mất lương, sao lại không tốt chứ? Cục Trương ơi, anh cảm thấy chúng ta vẫn nên giữ lại một con đường lui, đừng quyết tuyệt quá. Anh nghe thấy chưa? Vẫn là Hách Tổng trọng lượng. Hay là thế này đi,
Bây giờ anh quỳ xuống đây rồi dập đầu xin lỗi chúng tôi. Dập đầu xin lỗi thì khỏi đi. Nhưng mà Thách tổng có một câu muốn hỏi em. Em nói xem, rốt cuộc là chồng em lợi hại hay là Thách tổng lợi hại đây? Đương nhiên là Thách tổng rồi. Câu này của em Thách tổng rất thích. Tiểu Trần à, không còn việc gì thì cậu cút đi, đừng làm phiền, tôi chơi với vợ cậu. Thách Nhất Thiên, anh ngủ với vợ tôi. Vậy thì đừng trách tôi bắt nạt em gái anh, cút đi. Thách tổng, mau ngồi đi. Em nói anh nghe, loại người như anh ta, cho dù lần sau chúng ta ở ngay trước mặt anh ta làm cái gì đó, anh ta cũng không dám hó hé nửa lời. Đừng nói bậy. Nếu cậu ta thật sự ly hôn với em thì sao? Thách tổng, anh ta đã từng tuổi này rồi, lấy vợ cũng đâu có dễ. Nhớ năm đó em kết hôn với anh ta không có nổi một xu dính túi. Em nói cũng có lý. Vậy Thách tổng đây có một ý tưởng. Lần sau Tiểu Trần ở phía trước, cậu ta lái xe, hai chúng ta ở phía sau. Có kích thích không? Thách tổng, sao mà anh như thế? Chú quá đi mất. Nào, để Thách tổng ăn em nhé. Tiểu Trần, chị dâu có đẹp không? Đẹp? Không phải. Chị dâu, tôi không có ý đó. Chẳng lẽ ý của cậu là chị dâu không đủ đẹp sao? Không phải. Chị dâu rất đẹp. Vậy cậu có muốn xem thứ đẹp hơn nữa không? Cậu giỏi lắm. Cái thằng nhóc như cậu mà dám vượt rào với tôi. Vừa hay vợ cậu cũng đang dây dưa với Thách Nhất Thiên. Sao nào? Cậu cũng muốn làm thế với tôi sao? Bây giờ có một cơ hội ngàn năm mới có một lần ở ngay trước mắt cậu. Cơ hội gì chứ? Lên giường với em gái của Thách Nhất Thiên, quay phim lại uy hiếp anh ta, ép anh ta giao ra chứng cứ. Tôi không tin đường đường là nghiên cứu sinh như cô ta không sợ tương lai của mình bị hủy hoại. Chúng ta chắc chắn sẽ lấy được chứng cứ. Em gái anh ta là nghiên cứu sinh, tôi chỉ là nhân viên quèn. Chỉ riêng thân phận này thì đã khó mà làm được rồi. Đúng thật cô ta là nghiên cứu sinh, nhưng mà cô ta cũng chỉ là phụ nữ. Chỉ cần cậu muốn, tôi có thể cho cậu cơ hội này. Nghiên cứu sinh, người đẹp đứng đầu. Bởi vì Thách Nhất Thiên vô cùng cưng chiều Thách Nhã Vân, cho nên tất cả bạn trai của Thách Nhã Vân đều chưa từng động vào cô ta. Ý cô là cô ấy vẫn là con gái, không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của lần đầu tiên như vậy. Huống hồ gì là một nghiên cứu sinh trẻ trung xinh đẹp. Sao vậy, không tự tin sao? Cậu đừng quên rằng vợ của cậu bây giờ đang cùng Thách Nhất Thiên làm trò gì. Chị dâu, tôi nói thật với chị vậy, cô ấy là một nghiên cứu sinh ưu tú như thế, tôi chỉ là một kẻ dưới đáy xã hội, tên quèn như tôi cùng cô ấy. Nếu ở bên nhau, tôi có nằm mơ cũng không dám mơ chuyện này. Chẳng lẽ cậu cam lòng nhìn vợ cậu cắm sừng cậu vậy sao? Chẳng lẽ cậu muốn cả đời này đều sống hèn nhát như vậy sao? Tôi cho cậu biết, người phụ nữ nào cũng sẽ khinh thường một tên vô dụng. Đàn ông có thể không có tiền, nhưng không thể không có tôn nghiêm. Vậy tôn nghiêm của đàn ông là gì? Chính là vợ của anh ta. Chị dâu, tôi nghe theo chị. Chị muốn tôi làm gì? Tôi quả nhiên không nhìn nhầm người. Nhưng mà chị dâu, tôi chỉ là một nhân viên quèn, cô ấy là nghiên cứu sinh. Chúng tôi chênh lệch lớn như vậy, tôi sao có thể tiếp cận cô ấy? Chị muốn tôi hạ thuốc cô ấy sao? Sao cậu nói khó nghe vậy? Đây là chất xúc tác cho tình yêu lãng mạn của hai người mà. Thách Nhã Vân vừa thất tình, đêm nào cũng đến quán bar. Tôi nghe nói trước đây cậu lăn lộn cũng nhiều rồi, cũng có chút kỹ xảo. Ý của chị là bảo tôi tìm vài tên côn đồ trêu ghẹo cô ấy, sau đó làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đúng là dễ dạy. Được rồi, không còn sớm nữa. Chẳng lẽ cậu muốn ngủ cùng tôi sao? Khoan đã, ý của chị dâu là muốn giữ tôi lại sao? Cậu mơ đẹp nhỉ.
Tôi ngủ phòng ngủ, cậu ngủ phòng khách. Như vậy đi. Quá tuyệt vời. Hách tổng, ở trước mặt tên vô dụng Trần Bảo này, có phải rất kích thích không? Quá là kích thích. Nào, để anh xem thời gian nào. Lần này lâu hơn lần trước, tận 30 giây đấy. Có tiến bộ rồi. Cục cưng của anh, thế nào hả? Thoải mái không? Khách nhất thiên, cái đèn cạn dầu như anh. Trần Bảo mặc dù nghèo, nhưng mỗi lần đều là một hai tiếng. Cái cảm giác đó làm người ta nhớ mãi không quên. Khách tổng, anh đúng là vô cùng tuyệt vời. Khách tổng, tôi và Tiêu Ngọc Linh đã ly hôn rồi. Cô ta là vợ cũ của tôi, không phải vợ tôi. Sao nào? Tôi ngủ với vợ cậu. Cậu có ý kiến à? Anh cứ ngủ đi. Một người phụ nữ ham hư vinh như cô ta, trước kia là do tôi mù thôi. Khách nhất thiên, đợi tối nay tôi tóm được em gái nghiên cứu sinh của anh, lấy được chứng cứ, xem anh còn ngông cuồng thế nào. Em gái, em về nước rồi sao? Được, anh sẽ bảo tài xế đi đón em. Được thôi. Này, Tiểu Trần, em gái tôi về nước rồi, lát nữa đến sân bay đón nó nhé. Ảnh và số điện thoại tôi sẽ gửi cậu sau. Được. Cục cưng à, chúng ta xuống xe. Khách nhất thiên, tôi còn đang lo, không có cơ hội tiếp cận em gái anh. Đây là do anh ép tôi đấy. Anh tôi đâu? Khách Ngọc Hân, anh ấy đâu rồi? Ông chủ Hách nói tôi đến đón cô. Cô mau lên xe đi. Được thôi. Cô ấy xinh đẹp quá đi mất, xinh hơn trong ảnh nhiều luôn. Nghiên cứu sinh bây giờ ai cũng xinh đẹp cả. Lần này mình lời to rồi. Cô Hách, lát nữa chúng ta đi đâu đây? Đến quán rượu đi. Lâu rồi tôi không đến đó. Các chị em, tôi đợi mọi người ở quán rượu ít nhé. Tôi đẹp không? Đẹp lắm. Tôi không có ý đó. Tôi không có ý đó đâu. Hãy nhớ bản thân mình là ai. Tôi không phải là người mà cậu có thể với tới được. Nếu cậu mà nhìn nữa, có tin là tôi đuổi việc cậu ngay lập tức không? Nghiên cứu sinh là có thể khinh thường người khác sao? Đừng nói là nhìn cô. Tối nay tôi sẽ đụng vào cô luôn. Bạn yêu à, lâu rồi không gặp mọi người. Cạn ly nào, cạn ly. Ngọc Hân, lần này về nước cậu định ở bao lâu đây? Đây là tài xế mới của cậu sao? Cũng đẹp trai lắm. Anh trai à, nhìn anh cũng ngon lắm. Cơ ngực trắng chắc quá nè. Chúng ta uống một ly đi. Xin lỗi cô, lái xe không thể uống rượu. Ngọc Hân, tên tài xế này của nhà cậu cũng rất có cá tính đấy. Là ai đã cho một tên làm công như cậu cái gan đó mà lại dám từ chối bạn của tôi thế? Tôi đã nói rồi, tôi lái xe không thể uống rượu. Đúng là anh em tính tình hệt như nhau. Anh trai là tên cặn bã, em gái cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Ngọc Hân, bình thường tài xế của nhà cậu cũng ăn nói với cậu kiểu này sao? Được rồi mà Ngọc Hân, khó khăn lắm chúng ta mới về nước, tối nay phải chơi cho thật đã. Đừng vì một tên tài xế mà ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta. Tên làm công kia chắc chắn là sau đêm nay tôi sẽ nói anh tôi đuổi việc cậu. Cô đó, mau đi uống với đại ca của tôi một ly. Có mắt không vậy? Không nhìn thấy Ngọc Hân của chúng tôi ở đây hả? Đại ca của anh mà cũng xứng sao? Mau biến qua một bên. Quay về nói với đại ca của anh, tôi tên là Hách Ngọc Hân. Các người đợi đó cho tôi. Ngọc Hân, uy danh của cậu vẫn không khác gì năm đó cả. Tôi còn đang muốn bao nuôi cậu. Thật không ngờ, cậu chỉ là một tên nhát gan, bị một tên côn đồ dọa cho sợ đến nỗi trốn vào một góc. Cậu bé của cậu,
cũng không còn giá trị gì nữa rồi. Nghe nói ở đây có một cô em xinh đẹp, xem thường anh Đạt này, còn chửi tôi là cặn bã nữa. Anh Đạt, là cô ta, chính là cô ta. Thả tôi ra. Các người có biết tôi là ai không? Anh của tôi là Hách Nhất Thiên, giám đốc điều hành của tập đoàn Lý Thị. Có tin chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại thôi là có thể tiễn các người đi ngay không? Vậy cô biết tôi là ai không? Tôi quan tâm anh là ai sao? Cả cái Đông Hải này, có ai mà không biết Ngọc Hân nhà chúng tôi, là không ai có thể chọc vào cả. Biết tức thời thì mau chóng biến đi. Nếu không, để Ngọc Hân nhà chúng tôi gọi điện thì các người không còn mạng để về đâu. Không cần biết Hách Nhất Thiên là ai, đụng đến anh Đạt của chúng tôi thì không ai cứu nổi các người đâu. Anh Đạt? Anh Đạt gì chứ? Sao trước đây chúng ta chưa từng nghe qua? Ngọc Hân, mau gọi cho anh trai cậu đi. Mau gọi đi. Thôi xong rồi, tối nay chúng ta tiếng đời rồi. Anh Đạt, xin lỗi anh Đạt. Đều là do Hách Ngọc Hân, đều là do con đàn bà này gây ra. Không liên quan đến tôi đâu anh Đạt. Xin anh hãy thả chúng tôi ra đi. Vương Hùng, cậu, tôi không quan tâm là kẻ nào đã gây ra. Nếu hôm nay các người không hầu hạ anh Đạt cho thật tốt thì đừng có kẻ nào mơ có thể thoát ra khỏi căn phòng này. Dạ, nhớ rồi ạ. Anh Đạt, anh Đạt à, được phục vụ anh chính là vinh dự của chị em chúng tôi. Ngọc Hân, mau lại đây uống với anh Đạt một ly đi. Uống rượu với anh ta sao? Anh ta xứng sao? Tôi đi trước đây. Ngồi xuống đây. Nếu như cô không muốn sống nữa thì cô thử bước một bước nữa xem. Nếu như tôi muốn đưa cô ấy đi thì sao? Toàn rồi, xong đời rồi. Bọn chúng là một lũ hại người không gớm tay. Toàn là mấy tên tội phạm đào tẩu. Một tên tài xế như hắn mà lại dám đứng ra như vậy. Một tên tài xế như anh ở đây ra vẻ cái gì vậy? Có thời gian cãi nhau với bọn chúng thì chi bằng gọi điện cho anh trai tôi đi. Mau uống cho tôi. Uống đi. Các người đó, ai có thể giúp tôi lấy được cô quý của cậu ta xuống thì cô gái này thuộc về người đó. Lên cho tôi. Anh Đạt, có còn muốn cô quý của tôi nữa không? Đợi đó cho tôi. Đi. Hách Nhất Thiên, cuối cùng cũng tìm được cơ hội báo thù anh rồi. Tối nay, em gái nghiên cứu sinh của anh sẽ thuộc về tôi. Chị à, tối qua hẳn 7 lần lần đó cô thì sảng khoái, nhưng người ra sức là tôi đấy. Đồ cặn bã. Ai, ai mà giày vào cậu 7 lần chứ? Tôi biết ngay là cô không thừa nhận mà. May là tôi đã quay lại rồi. Xem đi. Đồ cặn bã. Nhanh chóng xóa đoạn phim đó đi. Tôi thấy cũng hay mà. Nhưng mà lần sau có thể vài ba hiệp thôi được không? Chứ nếu như 7 hiệp thì cơ thể tôi chịu không nổi đâu. Biến, mau biến khỏi đây ngay đi. Xóa đoạn phim đó cho tôi. Nếu như cậu để người khác nhìn thấy, có tin tôi xử cậu luôn không? Cô là đang qua cậu trước ván. Rõ ràng là cô đã ăn tôi mà. Im miệng đi. Tiểu Bảo, cậu ngủ nhầm người rồi. Người phụ nữ trên giường cậu là em gái song sinh của Hách Nhã Vân, tên là Hách Ngọc Hân. Tối qua mệt quá rồi nhỉ? Không ngờ là con hàng của cậu cũng được đó chứ. 7 hiệp một đêm, 5 tiếng đồng hồ. Chị dâu à, chị cho tôi thứ thuốc gì vậy? Thuốc kích dục đó. Bác sĩ thú y nói một gói có thể hạ gục một con voi. Chị dâu à, chị hại tôi rồi. 4, 5 tiếng đồng hồ. Bây giờ hai chân của tôi
đều run như cày sấy rồi. Đừng có được lợi rồi còn làm bộ làm tịch. Khách Ngọc Hân, dù sao cũng là một du học sinh. Chị dâu à, chị đừng quyến rũ tôi nữa. Cơ thể của tôi thật sự không thể trụ được nữa đâu. Sao vậy? Vậy thì không được đâu. Có muốn chị dâu giúp cậu thổi một chút không? Chị dâu à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao Hách Nhất Thiên lại có một cặp em gái sinh đôi vậy? Tôi cũng không biết. Sao cô ta lại đột nhiên về nước nữa? Vậy chị nói tôi phải làm gì đây? Hách Ngọc Hân chắc chắn sẽ không nói cho Hách Nhất Thiên biết. Hơn nữa, cô ta nghĩ tôi là ân nhân cứu mạng của cô ta. Cậu muốn thế nào? Nếu tôi biết phải làm thế nào thì tôi đã không đến hỏi chị làm gì. Ngủ với Hách Nhã Vân đi. Lại nữa sao? Chị dâu à, không có ruộng bị cày hỏng, chỉ có trâu bị mệt ngủng thôi đó. Chẳng lẽ cậu không muốn khiến cho Hách Nhất Thiên bị trừng trị trước pháp luật sao? Chẳng lẽ cậu nghĩ cậu ngủ với em gái anh ta rồi thì coi như đã báo thù xong rồi sao? Tôi hận không thể xé cái tên độc ác Hách Nhất Thiên này ra thành từng mảnh. Nhưng mà chúng ta cứ liên tục dùng cái phương pháp bỏ thuốc này thì thân thể này của tôi không chịu nổi đâu. Thực sự là do thân thể không chịu nổi, hay là do cậu sợ Hách Nhất Thiên vậy? Chị dâu có đẹp không? Đẹp. Nếu như đẹp thì hãy giúp chị dâu hoàn thành tâm nguyện nhé. Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn chị dâu sống cùng với tên cặn bã kia cả đời luôn hay sao? Chị dâu à, tôi, thằng nhóc thúi, bọn họ chính là một cặp chị em sinh đôi. Một người là du học sinh về nước, một người là nghiên cứu sinh. Chuyện hời khắp thế giới này đều bị cậu chiếm hết rồi, mà cậu còn mặc cả với tôi sao? Nhưng mà bọn họ trông giống hệt nhau, tôi căn bản không thể phân biệt được ai là ai. Sao tôi có thể chắc chắn được người lần sau tôi ngủ cùng là Hách Nhã Vân chứ? Chuyện này thì đơn giản mà. Nếu không có cách nào khác thì ngủ cùng lúc cả hai người đi. Ngủ cùng lúc cả hai người sao? Chị nói như vậy thì tôi khác gì Hách Nhất Thiên đâu chứ, không bằng cầm thú. Chẳng lẽ cậu không thích chị dâu sao? Chị dâu à, chị đừng ép tôi nữa mà. Chị nói để tôi ngủ với hai người bọn họ, tôi thực sự không thể làm được. Tôi thừa nhận háo sắc là bản chất của đàn ông, nhưng mà muốn tôi ngủ với hai người họ, tôi thực sự không làm được đâu. Chị bảo tôi đánh thuốc xong rồi thì ngủ với cả hai người bọn họ, đoạn phim đó mà bị lưu truyền trên mạng thì sẽ hại cuộc đời của hai người họ mất, có đúng không? Đây cũng không phải là lỗi của bọn họ, mà là lỗi của Hách Nhất Thiên. Họ đâu có làm gì sai đâu. Tiểu Trần à, có phải cậu cảm thấy chị dâu rất xấu xa không? Nói về gia thế thì tập đoàn Lý Thị của tôi là tập đoàn niêm yết hàng đầu ở Đông Hải. Lý Hoài Thanh tôi là người đẹp nhất Đông Hải. Nhưng tại sao tôi lại gả cho cái tên cặn bã đó chứ? Tôi cũng luôn muốn hỏi vấn đề này, nhưng tôi vẫn không dám mở miệng, bởi vì anh ta đã làm nhục tôi. Cái gì cơ? Được cười lắm nhỉ. Nhưng đây chính là cuộc sống của tôi. Tôi cùng với người đàn ông đã làm nhục tôi, chung sống suốt 3 năm trời. Tất cả mọi thứ của anh ta đều là do tôi cho. Nhưng anh ta rất biết xem xét thời thế. Trước khi hoàn toàn khống chế tập đoàn Lý Thị, anh ta sẽ không ly hôn với tôi đâu. Chị dâu à, tôi xin lỗi, tôi thực sự không biết gì về chuyện này. Tiểu Trần à, giờ chỉ có cậu mới có thể giúp tôi thôi. Chỉ cần cậu giúp tôi thu thập được bằng chứng phạm tội của Hách Nhất Thiên thì tôi có thể đáp ứng một điều kiện của cậu. Điều kiện gì cũng được sao? Tất nhiên rồi. À thì tôi có một vấn đề nhỏ. Chị dâu à, bây giờ chị có thể giúp tôi giải quyết không? Cậu nói đi. Thằng nhỏ của tôi uống hơi nhiều, muốn xả. Thằng nhỏ của cậu muốn xả sao?
Cậu được lắm Trần Bảo. Cậu dám trêu chọc tôi sao? Chị dâu à, tôi chỉ đùa với chị thôi. Đùa thôi mà. Tôi đang bàn chuyện nghiêm túc với cậu. Cậu nghiêm túc một chút được không? Chị dâu à, tôi sai rồi. Vài ngày nữa, Cách Nhất Thiên sẽ tổ chức một buổi họp mặt gia đình. Đến lúc đó, cặp chị em song sinh này cũng sẽ đến tham dự. Đến lúc đó, tôi sẽ sắp xếp cho các cậu ngủ cùng nhau. Chị dâu à, nhưng mà tôi xuất thân thấp hèn. Chị nói xem, kiểu tiệc tùng của giới thượng lưu này, tôi có tư cách tham gia sao? Có chị dâu ở đây, cậu sợ cái gì chứ? Chị dâu à, chị yên tâm, chúng ta chắc chắn có thể đánh bại được tên khốn Hách Nhất Thiên này. Chị dâu à, đừng trêu chọc tôi nữa. Với tình trạng cơ thể hiện tại của tôi, chị mà làm loại chuyện này với tôi mà nói đơn giản chính là hòa vô đơn chí đó. Cậu và Hắc Ngọc Hân có thể bảy hiệp một đêm, thì tại sao lại không thể thỏa mãn tôi chứ? Chẳng lẽ tôi tệ hơn cô ta sao? Chị dâu à, tôi không phải có ý đó đâu. Tôi, mặc dù tôi đã kết hôn với Hắc Nhất Thiên nhiều năm rồi, nhưng tôi chưa bao giờ được tận hưởng cảm giác được làm phụ nữ cả. Tiểu Trần à, hôm nay không được. Sao vậy chị dâu? Tôi, bà dì của tôi đến rồi. Sao thế? Có cần phải tức giận như vậy không? Hách Nhất Thiên đã cướp vợ của cậu, chẳng lẽ cậu cũng muốn có được vợ anh ta sao? Mình như vậy chẳng phải cũng là loại không bằng cặn bã giống như Hách Nhất Thiên sao? Chị dâu không có lỗi mà. Chị dâu à, tôi xin lỗi. Tôi, trong thẻ này có 500.000, cậu cầm lấy dùng trước đi. Tôi còn đứng tên một căn nhà nhỏ, cậu vào đó ở trước. Nhưng mà không được mang theo người phụ nữ khác. Chị dâu à, chị không cho tôi mang theo người phụ nữ khác, có phải là chị cho phép tôi dẫn chị vào hay không? Ai thèm ở cùng cậu chứ. Hách Nhã Vân, em gái Hách Nhất Thiên. Anh tôi không phải bảo anh đưa tôi đi đến công ty Hách Kim đòi nợ sao? Anh đưa tôi đến đây làm gì thế? Hai chị em, một người hiền lành, thuộc nữ, một người hoang dã, nổi loạn, ngoài tính cách ra thì hoàn toàn giống hệt nhau. Đương nhiên là đi tìm Tần Sơn Hổ rồi. Đi thôi. Nhãi ranh, ai cho cậu vào đây vậy hả? Hút ra ngoài. Tần Sơn Hổ, hôm nay tôi cùng với sếp Hách qua đây là muốn người của anh rút khỏi dự án. Cậu là cái thá gì? Nhiều năm như vậy rồi, chưa ai dám nói chuyện với tôi như vậy. Nam thủ tiêu, nữ ở lại. Vâng. Dừng tay. Cậu rút cuộc do ai cử đến thế? Tôi nói rồi, tôi và sếp Hách tới đây là mong các người rút khỏi dự án. Nếu các người không làm theo, tất cả người ở đây đừng hòng rời khỏi. Cậu có biết tôi là ai không hả? Cậu có tin chỉ một câu nói của tôi thôi, ngày mai xác của cậu trôi trên biển Đông không hả? Vậy thì tất cả các người cũng phải bồi táng cùng tôi. Khá khen cho tên nhóc con, giống sự gan dạ của tôi năm đó đấy. Nếu cậu dám chơi cùng tôi bảo đảm sẽ kêu người của tôi rút lui. Vậy tôi chóng mắt lên chờ xem cậu bảo gì tôi làm đó. Mặt mũi tôi phải giấu đi đâu chứ? Anh ra một điều kiện đi, để cô gái đó hôm nay phục vụ mua vui cho tôi. Tôi bảo đảm làm người của tôi sẽ rất vui. Cái thứ vô liêm sỉ, tôi thấy anh chán sống rồi đấy. Vậy hả? Người đâu? Ra tay đi. Cũng lợi hại quá chứ nhỉ. Chờ đã, rốt cuộc ai cử cậu tới đây? Tôi tin tên nhóc Hách Nhất Thiên đó sẽ không cử cậu tới đâu. Là ai cử cậu tới? Tôi đã nói hết rồi, sếp của tôi là Hách Nhã Vân, không phải Hách Nhất Thiên. Người của anh phải ký vào hợp đồng, nếu không thì các người đừng ai hòng ra khỏi đây. Tôi đã cho cậu đường sống, cậu lại không trân trọng. Đừng trách tôi lòng lang dạ sói. Bịt chặt tay đi, nhắm cả mắt lại, đợi tôi ở đây nhé.
Cũng đã rất lâu rồi, không ai cầm súng chỉ thẳng vào đầu của tôi. Tôi cá là súng của anh không có đạn. Vậy sao? Bắn đi. Cậu, cậu điên à? Cho anh hai sự lựa chọn. Thứ nhất, ký hợp đồng đem người của các anh rời đi. Thứ hai, các người đều phải bỏ mạng ở đây. Đại ca, chúng tôi sẽ rời đi. Chúng ta đi. Anh Hổ, có cần tìm người sự cậu ta không? Cậu vừa nãy làm trò gì vậy chứ? Nhớ kỹ, từ nay về sau nhìn thấy cậu ta thì phải gọi đại ca. Vâng. Khoảnh khắc bọn họ rút súng ra, tôi thực sự nghĩ chúng ta sẽ không qua khỏi. Không sao, đã qua rồi. Hấp nhất thiên, anh nghĩ làm như vậy thì có thể lấy mạng tôi à? Chắc là anh không ngờ đến cháu nháp phải rồi, em gái của anh lại nảy sinh tình cảm với tôi. Đợi tôi có được sổ sách, cũng là ngày tàn của anh. Lên xe trước đi. Alo, cậu là người đàn ông của Hách Nhã Vân sao? Anh bị bệnh à? Tiện nhân, không ngờ người đàn ông của cô lại không quan tâm đến sự sống còn của cô. Nếu đã như vậy, vậy thì đừng trách chúng tôi không nể tình. Trần Bảo, cứu tôi. Hách Ngọc Hân, nếu các người dám đụng vào một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ chôn tất cả các người. Từ Hổ, cậu nói cái thằng đó sẽ đem 500 ngàn đến đây giải cứu mỹ nữ sao? Anh Đào, anh cứ yên tâm đi. Tôi với Hách Nhã Vân đã hẹn hò hơn một năm rồi. Xe đón đưa cô ấy đều là hạng sang. Tôi đoán cô ấy nhất định là người giàu có. Đợi lát nữa tiền được mang đến. Tiền là của anh, người là của tôi, thế nào? Tôi vốn không hề quen biết anh. Một cô gái nhỏ xinh đẹp vậy, người ta sao lại đi với cậu? Tiền và cả phụ nữ, tôi muốn hết. Anh Đào, có thể đợi anh vui vẻ xong rồi để anh em cũng vui vẻ được không? Hai anh em chúng ta luôn có nhau mà. Chắc chắn là được rồi. Cảm ơn anh Đào. Anh thả tôi ra. Cô bé à, hay là chúng ta đổi chỗ khác, tìm hiểu nhau sâu hơn một chút đi. Thả tôi ra. Tôi có hơi không đợi được nữa rồi. Buông tôi ra. Con nhỏ này, tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi không chỉ sẽ cùng anh Đao vui đùa với cô, mà còn đợi thằng nhãi kia đến đây. Tôi muốn nó mất không có chỗ chôn. Những chuyện này là do cô ép tôi. Ai bảo lúc đầu cô muốn chia tay với tôi chứ? Từ Hổ, có muốn cùng tôi vui đùa với bạn gái cậu không? Anh Đào, hôm nay tôi cho anh cơ hội. Tôi đi đường bộ, cậu đi đường thủy. Thế nào hả? Đường thủy sao? Tôi rất thích đó nha. Vậy thì làm thôi. Tới nào. Thả tôi ra. Dừng tay. Thả cô ấy ra. Từ Hổ, thì ra bạn gái của cậu còn có chị em sinh đôi cơ đấy. Trần Bảo, anh mau dẫn chị tôi đi đi. Không cần lo cho tôi, anh đấu không lại bọn họ đâu. Hai người rốt cuộc ai mới là Hách Nhã Vân? Từ Hổ, sao tôi lại thích anh cơ chứ? Thích tôi? Tôi khinh. Tôi với cô đã qua lại hơn một năm, ngoại trừ nắm tay, mỗi một lần tôi muốn tiến thêm bước nữa, cô đều viện cớ từ chối. Tôi cũng là đàn ông, tôi cũng cần sự chăm sóc của bạn gái. Còn cô, thế mà cô còn dám chia tay tôi. Tôi nói cho cô biết, tất cả những gì tôi đã làm hôm nay đều là do cô ép tôi. Nào, uống đi. Uống hết nó, tôi sẽ thả em gái cô ra. Rượu này có vấn đề. Được rồi, không uống phải không? Vậy tôi để em gái cô uống. Dù sao thì hai người cũng giống nhau.
Chúng tôi vui vẻ với ai cũng giống nhau cả thôi. Dừng tay. Tôi uống. Cô thật sự không thể uống. Rượu này có vấn đề. Nếu như không uống, họ sẽ ép em tôi uống. Tôi không thể đứng nhìn em ấy chịu đựng thay tôi được. Hôm nay tôi không chỉ chơi cô, tôi còn muốn trước mặt cô, để anh đau chơi em gái cô. Dù sao, tôi cũng say mê thân thể của cô rất lâu rồi. Dừng tay, thả em gái tôi ra. Em ấy là vô tội. Anh Trần, chỉ cần anh chịu cứu em gái tôi tình nguyện hiến thân cho anh. Khốn kiếp, chỉ dựa vào cậu. Cho các người 500 ngàn, thả Hắc Ngọc Hân ra. 500 ngàn. 500 ngàn thì muốn mua một cặp chị em sinh đôi. Cậu đang cho ăn xin hả? Đánh phế cậu ta đi. Thằng nhóc, không ngờ cậu cũng có bản lĩnh đó. Vậy thì đừng trách tôi ra tay độc ác với cậu. Trần Bảo mau chạy đi. Đại đao là vua quyền ăn ngầm, anh không thể đấu lại bọn họ đâu. Rốt cuộc cậu là ai? Sao? Làm sao có thể mạnh như vậy? Anh không có tư cách để biết đến tên tôi. Cút đi. Cậu còn tiến thêm bước nữa, tôi sẽ xử lý cô ta. Nói đi, anh muốn gì tôi cho anh? Đưa tôi 500 ngàn. Nếu không đại đao, chắc chắn sẽ lấy mạng tôi. Được. Qua đây lấy. Biến đi. Trần Bảo, anh không sao chứ? Chị ơi, chị ơi, bây giờ chị cảm thấy thế nào? Ngọc Hân, chị thấy nóng lắm. Trần Bảo, hiệu quả của thuốc chị tôi uống quá mạnh rồi. Bây giờ người duy nhất có thể cứu chị ấy chỉ có anh. Ý của cô là hài hòa âm dương? Thật là hời cho cái tên này. Đáng ghét. Cũng đã gần 4 tiếng rồi. Cái tên kia, sao cô vẫn còn ở đây? Đây là lần đầu tiên của chị tôi. 5 tiếng đồng hồ. Anh điên rồi sao? Sao có thể trách tôi chứ? Là chị của cô đã ép tôi. Tôi cũng là bất đắc dĩ. Đã được hời rồi còn kêu ca. Đồ tôi. Anh làm gì vậy? Tôi cần phải đi ngủ. 5 tiếng đồng hồ. Bây giờ hai chân tôi đã nhũn ra rồi. Không được. Anh không thể ngủ ở đây. Không thể để người khác thấy được. Thế thì danh tiếng của chị tôi phải làm sao? Ngọc Hân, em cũng đừng trách anh ấy. Anh ấy cũng là do bất đắc dĩ. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Anh yên tâm đi, tôi không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Đây quả là cặp chị em sinh đôi tuyệt vời. Vậy mà mình lại có cả hai cùng một lúc. Không có gì, tôi có thể chịu trách nhiệm cho cả hai chị em. Anh mơ đẹp nhỉ. Anh nghĩ bản thân mình là ai chứ? Anh chỉ là tên tài xế. Cô Hách, tôi có thể hỏi cô một chuyện không? Chị của tôi đã đem lần đầu tiên quý giá nhất trao cho anh rồi. Anh còn chưa thấy đủ sao? Em bớt nói vài câu đi. Anh Trần, em tôi là vậy đó. Anh đừng trách nhé. Tôi muốn hỏi cô, có sổ sách của công ty Hách Nhất Thiên không? Có thể cho tôi xem không? Anh ấy đã lấy nó đi từ mấy ngày trước. Anh ta lấy nó đi rồi. Thật ra chị em chúng tôi và Hách Nhất Thiên không có quan hệ huyết thống. Các người không có quan hệ huyết thống. Đó cũng là lý do vì sao tôi bị bắt cóc lại không ngay lập tức thông báo cho Hách Nhất Thiên. Thực ra chị tôi biết mối quan hệ của chúng ta. Mặc dù anh có chút tội, nhưng cũng không xấu. Mấy ngày trước chị em tôi mới nghe lén được thôi. Hách Nhất Thiên không phải là anh trai của chúng tôi, mà là người đã hại ba của chúng tôi. Anh ấy nuôi dạy chị em chúng tôi là để lợi dụng cơ thể có tính cực hàn của chúng tôi để luyện bí thuật gì đó của Nhật. Bí thuật Nhật Bản, nắm đấm liệt hỏa. Bữa tiệc sinh nhật 2 ngày sau là ngày giao dịch với Nhật Bản. Từ hôm nay trở đi, chị em hai người là người của tôi. Trả thù Hách Nhất Thiên, cứ để tôi giúp hai người.
Chị dâu, sổ sách của Hách Nhã Vân đã bị Hách Nhất Thiên lấy đi rồi. Người duy nhất có được sự tin tưởng của Hách Nhất Thiên chỉ có thể là Lâm Nhã thôi. Mỹ Dung, là tôi đây. Lập tức phái người đưa chị em Hách Nhã Vân ra nước ngoài, đảm bảo an toàn cho hai cô ấy. Chị dâu đã trang trí xong nhà của mình rồi. Sao còn có mùi nước hoa? Sao cô lại ở nhà tôi? Cô đánh tôi làm gì? Cũng đâu phải tôi chưa nhìn qua. Anh Trần Bảo, anh không biết xấu hổ. Ra ngoài đi. Tiền vốn thật sự không hề nhỏ. Tôi nói này, tại sao anh lại ở nhà tôi? Đây rõ ràng là nhà tôi mà. Anh nhìn xem đồ trong căn nhà này, cái nào không phải của tôi không? Nếu anh vẫn không ra ngoài, tôi sẽ kiện anh vì tội đột nhập trái phép. Đây, chẳng lẽ đây thực sự là nhà của Lâm Nhã sao? Nhưng chìa khóa chị dâu đưa cho mình, sao có thể mở cửa nhà cô ấy chứ? Chẳng lẽ không phải, không phải căn nhà này là Hách Nhất Thiên cho cô chứ? Cái gì mà Hách Nhất Thiên? Căn nhà này là tôi tự mua. Ngôi nhà này ít nhất cũng vài triệu. Loại người như cô làm sao có thể mua nổi chứ? Anh, anh thì biết gì? Tôi nói cho cô biết, căn nhà này là Lý Tổng đã thưởng cho tôi. Tôi có thể chứng minh cho cô thấy. Alo, Tiểu Trần, vừa mới cúp máy xong, mới được một lát đã nhớ chị dâu rồi sao? Tôi đang ở trong căn nhà mà chị đã cho tôi. Ở có quen chưa? Tôi cảm thấy thoải mái lắm. Cho nên tôi mới muốn gọi điện cho chị, đặc biệt cảm ơn chị đây. Không còn việc gì nữa rồi, chúc chị ngủ ngon. Cậu ta nói cho mình biết vị trí là muốn mình qua đó sao? Trần Bảo, anh có thể nào đừng bắt tôi chuyển ra ngoài không? Tôi không có chỗ ở. Nếu cô ở đây thì tôi ở đâu? Ở đây nhiều phòng mà, anh ở đâu cũng được. Nhưng mà trai đơn gái chiếc ở chung một nhà rất dễ xảy ra chuyện. Chỉ cần anh cho tôi ở lại đây, anh muốn như nào cũng được. Cô muốn dùng sắc đẹp để thuê phòng sao? Chẳng lẽ tôi không đẹp sao? Thật xin lỗi, tôi không phải loại người tùy tiện như vậy. Cô nói xem, cô đã quen Hách Nhất Thiên nhiều năm như vậy, sao ngay cả nhà cũng không thuê được? Tôi, thôi được, được rồi. Tôi biết những người như các cô cũng chỉ là đào mỏ thôi. Tiền đến nhanh mà tiêu cũng nhanh. Tối nay tôi sẽ cho cô ở lại nhà tôi một đêm. Nhưng mà sáng ngày mai, cô phải sắp xếp đồ dọn ra khỏi đây. Tôi biết rồi. Đã muộn như vậy còn ai đến bấm chung nữa? Trần Bảo, đừng đi. Đó là ba tôi. Cô sống một mình thì cũng thôi đi, sao lại còn dẫn gia đình vào nữa? Không phải. Tôi, được rồi, tôi cũng cho cô ở nhà tôi rồi. Để ba cô ở lại một đêm cũng không có vấn đề gì. Trần Bảo, Lâm Nhã, con đâu rồi? Lâm Nhã, ra đây. Lâm Nhã à, cô nói xem, ngày nào cô cũng ăn diện đẹp đẽ, còn ba của cô nhìn giống như một tên ăn xin vậy. Lâm Phong, cậu là ai vậy? Tôi là đồng nghiệp của Lâm Nhã. Cậu nói thật đi, cậu đã ngủ với con gái tôi chưa? Hung dữ quá vậy, nhóc con. Nếu cậu đã ngủ thì phải trả tiền. Trả tiền gì chứ? Ranh con, muốn chơi quỳt á?
sao cậu không ra ngoài nghe ngóng đi? Con gái của Lâm Phong tôi, có chơi có trả. Lâm Nhã. Lâm Nhã đâu? Lâm Nhã, ra đây. Lâm Nhã à, ra đây mau. Ba, không phải con vừa cho ba 100.000 sao? Sao ba lại hết tiền rồi? 100.000 trả tiền lãi còn không đủ. Dạo này tay của ba có hơi xui. Cho ba thêm 500.000, ba đảm bảo sẽ lấy lại cả gốc lẫn lãi. Ba, ba lại đi đánh bạc. Con thật sự hết tiền rồi. Ba đừng ép con nữa được không? Ba đã nuôi con lớn vất vả như nào, không phải là để người khác ngủ không đâu. Chuyện cô mới vừa nói, cái gì mà đánh bạc, là chuyện gì vậy? Ba tôi có thói quen cờ bạc. Hồi tôi còn nhỏ, vì ông ấy cờ bạc đã làm mẹ tôi rất điên mà mất. Số tiền tôi kiếm được mấy năm nay đều đưa cho ba trả nợ, nhưng trả bao nhiêu cũng không hết. Cho nên cô mới quen Hách Nhất Thiên chính là để trả nợ cho ba cô sao? Cậu im miệng đi. Ngủ với con gái tôi thì phải trả tiền. Một lần 3.000, cậu chuyển khoản hay là trả tiền mặt? Ông còn thua một con thú nữa. Cô ấy là con gái ông, chứ không phải là đào. Lâm Nhã có người ba như ông, đúng là cảm thấy thật xấu hổ. Đừng nói nhảm nữa, con gái tôi thì phải nghe lời tôi. Đưa tiền đây. Không sao, sau này có tôi ở đây, tôi sẽ không để cô phải chịu tổn thương đâu. Cảm ơn anh, Lâm Phong. Khi nào thì anh mới trả tiền nợ hả? Anh Tôn, anh cho tôi thêm vài ngày nữa được không? Con gái tôi có tiền, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Đây là con gái anh à? Phải đó, ăn mặc quyến rũ quá vậy. Tôi rất thích, tôi nghe nói cô có giá niêm yết rõ ràng. Một lần 3.000. Đúng vậy, anh Tôn. Nếu anh em chúng ta đến, sẽ được giảm nửa giá. Địa chỉ ngay tại đây. Việc kinh doanh này hay đó. Sau này kiếm được tiền, tôi muốn lãi suất 30%. Cái chỗ này tôi sẽ bảo kê cho anh. Được thôi, anh Tôn. Vậy thì anh là đối tác của tôi rồi phải không? Vậy tôi sẽ thay các anh em vui vẻ trước đây. Con nhỏ này, qua đây. Nhanh lên đi, mau qua chăm sóc cho anh Tôn. Từ việc kinh doanh này, ba sẽ kiếm được bộn tiền đó. Buông ra, ba bỏ ra. Cái con nhỏ này, được chăm sóc cho anh Tôn, đó là phước của tổ tiên chúng ta để lại. Cho con thể diện mà lại không biết giữ. Đúng là mây tầng nào, gặp gió tầng đó. Vốn dĩ tôi thấy ông là ba của Lâm Nhã, tôi tính bỏ qua cho ông. Nhưng sự trơ trẽn của ông thật sự khiến tôi nhịn không nổi, muốn đập ông một trận. Ông có biết không, nhãi ranh, cậu là ai? Anh Tôn, cái thằng này nè, cậu ta muốn ngủ quyệt, nhất quyết không trả tiền. Ngủ quyệt hả? Việc kinh doanh của tôi mà cậu cũng dám quyệt sao? Huống hồ chi, một cô gái xinh đẹp như vậy, tôi còn chưa được thưởng thức, cậu lại dám hất tay trên của tôi. Người đâu? Kéo ra ngoài, đánh gãy tay cho tôi. Mau đi. Nhãi ranh, tôi là người của anh Hổn. Nếu cậu muốn sống thì mau quỳ xuống ngay cho tôi. Mau đưa cô gái đó cho tôi, để tôi được thỏa mãn trước đã nào. Biết đâu tôi có thể giữ cho cậu toàn thây. Tần Sơn Hổ sao? Nếu cậu đã biết danh tiếng của anh Hổn, còn không mau quỳ xuống nhận tội đi. Tần Sơn Hổ, tôi cho cậu 3 phút xuất hiện trước mặt tôi. Địa vị của anh Hổ ở cái Đông Hải này, tôi còn không đủ tư cách để gặp anh ta. Chỉ bằng một cuộc điện thoại của cậu mà muốn mời anh Hổ đến đây sao? Cậu thực sự không biết sợ là gì mà. Mấy cậu đúng là to gan. Anh Hổ, tôi là Tiểu Tôn. Đại Đao là đại ca của tôi. Tên Lâm Phong này, nợ sòng bạc của chúng ta một khoản vay nặng lãi 500.000 tệ, không có tiền trả. Bây giờ tôi chuẩn bị đưa con gái của anh ta đi làm gái trả nợ. Anh Hổ à, tiền, số tiền này tôi nhất định sẽ trả lại mà. Đây là con gái tôi, anh xem, rất xinh đẹp. Anh để cho con bé phục vụ anh thoải mái đi, sau đó anh bình tĩnh lại nhé. Anh Hổ, tối nay
có một tên chán sống, dám cả gan nói năng xích láo với anh. Bây giờ tôi sẽ gọi người kéo hắn ra ngoài và dừng xuống sông. Người cậu nói là anh ta sao? Đúng rồi, chính là thằng nhóc đó. Vậy thì mấy người muốn dìm tôi xuống sông hay là muốn xé tôi thành từng mảnh đây? Không, không có, không dám. Anh Hổ à, đây chỉ là một thằng trai bao, sao anh lại cứ chào hắn làm gì chứ? Con gái à, con mau tránh xa cái thằng rác rưởi này một chút đi. Con đắc tội với anh Hổ rồi, chúng ta sẽ không thể sống nổi ở cái đất Đông Hải này đâu. Tối nay con hãy phục vụ anh Hổ thật chu đáo. Ba nói cho con biết, Lâm Phong ba sẽ là hoàng thân quốc thích ở cái đất Đông Hải này rồi. Mày, mắt chó mày mù rồi sao? Anh ấy là đại ca của tao. Tôi sai rồi anh Hổ, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tha cho cái mạng quèn này của tôi đi. Người cậu nên xin lỗi, không phải là tôi. Xin lỗi đại ca. Đại ca à, đều tại anh ta nợ tiền cờ bạc mà không trả. Tôi sẽ chôn sống anh ta ngay bây giờ. Con gái à, ba không muốn ngủ. Ba không muốn ngủ đâu, không muốn ngủ đâu mà. Ông ta nợ bao nhiêu tiền? Tính cả gốc lẫn lãi 500.000 tệ. Trần bảo tôi không phải là người không nói lý lẽ. Trong thẻ này có 500.000 tệ, tôi sẽ thay ông ta trả nợ. Tiền của đại ca mà cậu cũng dám lấy sao? Đại ca à, tiền ba vợ của anh nợ không cần trả đâu. Con gái à, không ngờ là lần này con lại gặp được một nhân vật lớn như vậy. Lâm Phong, tôi và Lâm Nhã là đồng nghiệp. Tôi không phải giúp ông đâu, đã sống chung rồi mà còn là đồng nghiệp sao? Con gái à, con thực sự là phúc tinh của ba mà. Có nhân vật lớn này ở đây thì chẳng phải ở Đông Hải này mình muốn làm gì thì làm sao? Tần Sơn Hổ, tiền của cậu tôi sẽ không lấy một xu nào. Nhưng mà nếu như ông ta sau này lại xuất hiện ở sòng bạc thì tôi sẽ lôi cậu ra hỏi đầu tiên. Đại ca yên tâm, từ nay về sau tất cả các sòng bạc ở Đông Hải đều sẽ không tiếp đón Lâm Phong. Nghe cả rồi chứ? Dạ nghe, nghe rồi, nghe rõ rồi. Đại ca, đại ca à, mấy người không cho tôi đánh bạc cũng giống như lấy đi mạng sống của tôi vậy. Lâm Phong, ông nên cảm thấy may mắn khi ông là ba của Lâm Nhã đi. Cái loại rác rưởi bán con gái cầu vinh giống như ông đây lẽ ra nên bị xé thành trăm mảnh từ lâu rồi. Cút đi. Được. Mấy người đang làm gì vậy? Chị dâu, sao chị lại đến đây? Có vẻ như tôi đến không đúng lúc nhỉ? Chị dâu, chị hiểu lầm tôi rồi. Trần Bảo à, không ngờ cậu lại là loại người như vậy. Cô về phòng trước đi. Tôi, nếu như cậu đã gọi người phụ nữ khác đến rồi, còn gọi tôi đến đây làm gì nữa? Tôi đâu có gọi chị. Tôi vừa giao căn nhà này cho cậu thì hai người đã sống cùng với nhau rồi. Hay là cậu cố ý gọi tôi đến để chọc tức tôi sao? Chị dâu à, không phải như chị nghĩ đâu. Hôn cũng đã hôn rồi còn không chịu thừa nhận. Ghen rồi sao? Tôi, có phải chị thích tôi rồi hay không? Ai thèm thích cậu chứ? Cậu đừng tự mình đa tình nữa. Tôi nói cho cậu biết, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Chị dâu, thật sự không phải như chị nghĩ đâu. Cô ta chỉ sống ở đây thôi. Ý cậu là sao? Không phải là Hách Nhất Thiên có hai cái chìa khóa hay sao? Hình như là vậy. Chứ còn gì nữa, Hách Nhất Thiên cũng lấy căn nhà này giao cho cô ta. Vậy nên, chị xem, toàn bộ đều là đồ của cô ta. Cái tên khốn này, tôi sẽ đuổi cô ta đi ngay bây giờ. Chị dâu à, chị xem đi, bây giờ tôi và cô ấy đang giả vờ là người yêu, cho nên chúng tôi sống cùng nhau cũng rất bình thường mà. Đừng nói là cậu muốn biến giả thành thật đấy. Chị dâu à, thực ra trong trái tim tôi luôn nghĩ về chị, nhưng không phải là lần nào cũng bị chị từ chối hay sao? Thì sao? Cậu đang trách tôi à? Đau, đau đấy, đau thật đấy. Chị dâu thổi cho cậu nhé. Em trai à, em xấu tính thật đấy, phải không? Nào, làm cái gì đó. Cậu điên rồi. Lâm Nhã còn đang ở đây đó. Tôi quên mất.
Cậu sẽ không để cô ta sống luôn ở đây chứ? Lâm Nhã là thư ký của Hách Nhất Thiên, ít nhiều gì thì cô ta cũng biết được chút chuyện. Hơn nữa rất có thể cô ta đã từng xem qua sổ sách đó rồi. Ý cậu là cậu định kết đồng minh với cô ta sao? Cô ta biết sổ sách nằm ở đâu, có vai trò rất quan trọng trong kế hoạch lật đổ Hách Nhất Thiên trong tương lai. Vậy ý của cậu là để cô ta sống trong nhà của tôi, ngủ với chồng tôi hả? Có gì không được sao? Em trai à, mặc dù tôi sắp sửa ly hôn với Hách Nhất Thiên rồi, nhưng trước khi ly hôn thì anh ta vẫn là chồng của tôi. Vậy nên chuyện này tôi không chấp nhận được. Chị dâu à, chị nói xem nếu như tôi giúp chị trong chuyện Hách Nhất Thiên và Lâm Nhã đừng làm loạn trong biệt thự này nữa thì sao? Cậu trông chừng sao? Cậu trông tới trông lui, rồi trông tới trên giường của cô ta luôn sao? Chị dâu à, chị quan tâm đến quan hệ của tôi với Lâm Nhã như vậy, không phải là chị đã thích tôi rồi chứ? Ai thèm thích cậu chứ? Bớt tự mình đa tình đi. Nhớ cho kỹ nhiệm vụ tôi giao cho cậu đó. Chị yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không quên đâu. Trần Bảo à, Lý Tổng không làm khó gì anh chứ? Chị ta có thể làm gì tôi chứ? Cũng đúng, chúng ta là người yêu, trên danh nghĩa mà. Hôn anh một cái cũng là lẽ thường tình thôi. Lâm Nhã à, tôi xin lỗi, trước đây tôi không biết, mọi chuyện cô làm đều là do bị ép buộc. Tôi còn nói mấy câu khó nghe để xúc phạm cô nữa. Cảm ơn anh nha Trần Bảo. Anh có biết những năm qua tôi đã đau khổ thế nào không? Ba tôi ông ấy luôn đánh bạc, tiền của tôi đều phải đưa cho ông ấy hết. Nhưng đó là một cái hố sâu không đáy. Anh cũng biết tôi chỉ là một cô gái, không có bản lĩnh, cũng không có bằng cấp, cho nên đành phải cặp kè với Hách Nhất Thiên. Yên tâm đi, đều đã qua rồi, sau này ông ta sẽ không đến tìm cô để đòi tiền đâu, cũng sẽ không đánh bạc nữa. Trần Bảo, em có thể làm bạn gái của anh không? Chỉ cần anh đồng ý, em có thể cắt đứt quan hệ với Hách Nhất Thiên. Không được, Lâm Nhã, không cần làm thế đâu. Được thôi, em biết em không xứng với anh. 500.000 mà em nợ anh, em sẽ trả lại. Ngày mai em sẽ chuyển đi. Tiểu Nhã, em hiểu lầm anh rồi, anh không có ý đó. Thật ra, khi anh biết em làm tất cả những việc này đều là vì bị ba em ép buộc mà thôi, anh liền cảm thấy em chính là người phụ nữ tốt nhất trên thế giới này. Trần Bảo, lúc nãy anh gọi em là gì? Anh gọi em là Tiểu Nhã. Trần Bảo, em biết em không xứng với anh, nhưng miễn là anh cần em, em sẽ luôn có mặt. Ngày mai em sẽ đoạn tuyệt với tên Hách Nhất Thiên đó. Bắt đầu từ ngày mai, em là người phụ nữ của riêng anh, không bao giờ để ai khác động vào nữa. Không, em không thể làm vậy được. Tại sao chứ? Em vẫn phải ở bên cạnh anh ta. Trần Bảo, chẳng lẽ anh thích chơi người phụ nữ của kẻ khác vậy sao? Nếu đúng là như vậy, được thôi, em đồng ý với anh. Tiểu Nhã, em hiểu lầm anh rồi. Ý anh là em ở bên cạnh Hách Nhất Thiên, chúng ta có thể thu thập bằng chứng phạm tội của anh ta. Anh muốn lật đổ Hách Nhất Thiên sao? Anh muốn khiến hắn thân bại danh liệt. Trong công ty anh ta có một quyển sổ, trong đó có chứa tất cả bằng chứng tham ô của anh ta. Nhưng mà sao thế? Nếu bị anh ta phát hiện, anh ta chắc chắn không tha cho em. Em đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta lấy được sổ sách, thu thập được tất cả chứng cứ phạm tội đó, lúc đó Lý Tổng sẽ ly hôn với anh ta. Anh ta sẽ không thể ngóc đầu dậy nữa. Được, em sẽ giúp anh. Nhưng sổ sách đó người bình thường không tiếp cận được đâu. Vậy em biết nó ở chỗ nào không? Em biết, trong văn phòng của anh ta. Nhưng anh cũng biết mà, văn phòng đó trừ anh ta ra, người bình thường không thể vào được. Vậy chúng ta đành phải suy tính kỹ hơn. Nếu anh ta phát hiện ra, chúng ta đều sẽ toi đời đấy.
Cục cưng à, sao mà em vội vàng vậy chứ? Cứ lôi anh về đây. Lẽ nào em muốn làm gì đó? Khách tổng, anh thích người ta mặc kiểu quần áo này không? Thích lắm. Khách tổng thích vô cùng. Mau lên, mặc vào cho khách tổng xem đi. Mau nào, khách tổng. Hay là, anh ra ngoài trước đi. Đợi em thay xong, anh lại vào nhé. Tiểu yêu tinh, cả người em từ trên xuống dưới, còn chỗ nào anh chưa nhìn thấy? Mau mặc vào cho anh xem đi. Khách tổng ơi, người ta muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Anh nghe lời em đi. Bất ngờ sao? Khách tổng thích đấy. Vậy em thay nhanh lên nhé. Khách tổng gấp lắm rồi đấy. Nhanh nhé. Cục cưng, em thay xong chưa đấy? Đợi chút, em chưa xong mà. Anh đợi không nổi nữa rồi. Em thay xong chưa? Tiêu rồi. USB của mình. Khách tổng, anh hư thật đấy. Người ta còn chưa thay xong, anh gấp cái gì chứ? Suýt nữa thì bại lộ rồi. Nhất định phải mau nghĩ cách để nó về vị trí cũ. Quyến rũ, quá quyến rũ luôn. Dáng của em đẹp thật đấy. Khách tổng, thoải mái thật. Lâu lắm rồi không thoải mái như thế. Khách tổng, không còn việc gì thì em đi trước nhé. Cục cưng à, sao em lại khóc thế? Có phải lúc nãy anh thô lỗ quá không? Em yên tâm, lần sau anh sẽ chú ý hơn. Khách tổng, em về trước nhé. Cục cưng à, anh đã mua cho em hàng mà em thích chơi nhất. Tối nay đến khách sạn cùng nhau chơi nhé. Lẽ nào vừa rồi mình hoa mắt sao? Cũng đúng. Tiểu Nhã theo mình lâu như vậy, sao có thể hại mình chứ? Thứ anh cần, em đã lấy được rồi. Em chờ anh ở nhà vệ sinh. Trần Bảo, thứ mà anh muốn. Tiểu Nhã, em giỏi thật đấy. Sao em làm được thế? Có phải Hách Nhất Thiên lại giở trò bắt nạt em không? Em đợi anh, anh đi xử lý hắn. Trần Bảo, anh có thể ôm em không? Tiểu Nhã, tối nay chúng ta đi khách sạn đi. Trần Bảo, anh tôn trọng em một chút được không? Xin lỗi Tiểu Nhã, sau này anh sẽ không làm thế nữa. Nếu Hách Nhất Thiên lại đến làm phiền em phải nói với anh đấy. Anh lập tức tiễn hắn xuống mồ. Trần Bảo, đời này kiếp này chưa từng có ai đối xử tốt với em như anh. Cảm ơn anh đã giúp em tìm lại tôn nghiêm làm người. Lâm Nhã, em thề rằng cả đời này em sẽ là người của anh, làm tình nhân của anh cũng được. Đợi anh lật đổ Hách Nhất Thiên xong sẽ trở về tìm em. Tối nay nhớ đợi anh đấy.
Alo, chị dâu, chị ở đâu vậy? Tôi đến tìm chị. Đến nhà tôi đi. Vợ ơi, sao anh lại nghe thấy trong nhà của em có tiếng người vậy? Chẳng phải là vì em đang đợi anh hay sao? Đã rất lâu rồi chúng ta chưa làm chuyện đó rồi. Vợ à, đúng vậy, là do gần đây công việc của anh bận rộn quá, không có thời gian chăm sóc em. Anh đã không để tâm đến cảm giác của em. Hay là, hay bây giờ anh khen thưởng cho em nhé. Sao trên người anh lại có mùi nước hoa của phụ nữ vậy? Vợ à, đây là nước hoa mà trước đây anh đã mua cho em mà. Em quên rồi sao? Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Lại đây anh thưởng cho em nào. Mau đi tắm đi. Suýt nữa thì bị phát hiện rồi. Nếu không phải hai cô gái đó cướp mất tiền của tôi thì còn lâu tôi mới đụng vào cô. Được rồi. Vợ à, hay là chúng ta tắm cùng nhau đi. Mau nói đi. Anh đột nhiên trở về nhà là có chuyện gì đúng không? Anh thì có chuyện gì được chứ? Dâu thần Ấn Độ. Không ngờ chị dâu lại thích thứ đồ chơi này. Ai mà thích cái này? Mau cầm đi đi. Đây không phải là thương hiệu trước đây mà em thích nhất sao? Dâu thần Ấn Độ này. Còn có, anh đang nói cái gì vậy? Mau biến đi. Xong đời rồi. Chắc chắn là bị Trần Bảo nghe thấy rồi. Xấu hổ quá đi mất. Vợ à, em yên tâm đi. Cái này có thể kéo dài 30 giây lận. Chúng ta dùng thử đi. Anh nói em nghe, hôm nay sức khỏe anh cực kỳ tốt. Lý Hoài Thanh, em có ý gì đây? Có phải là em coi anh như là mấy em trai được bao nuôi không? Biến đi. Anh rất ghét em nhìn anh như vậy. Lúc nãy cậu đã nghe thấy gì rồi? Tôi không nghe thấy gì cả. Khách Nhất Thiên đã đi rồi. Làm xong chuyện nhanh như vậy sao? Cậu nói bậy bạ gì đấy? Cậu hy vọng tôi bị anh ta đụng vào như vậy sao? Chị là vợ của anh ta là chồng của chị. Hai người có làm gì thì cũng là chuyện thường tình. Còn tôi chỉ là một người ngoài, không có tư cách xen vào chuyện của hai người. Sao thế? Cậu ghen à? Tôi làm gì có tư cách ghen? Chắc chắn anh ta quay về là vì hết tiền tiêu rồi. Vì thế tôi đã cho anh ta 500 ngàn. Nên anh ta đã đi mất rồi. Tên cặn bã Hách Nhất Thiên này đúng là tài sắc có đủ mà. Vậy nếu sau này tôi cũng không có tiền, có phải tôi cũng có thể tìm chị không? Tôi không cần giàu thần, cũng không cần cái gì tác động từ bên ngoài cả. Vậy thì tôi phải kiểm hàng trước đã. Bây giờ chị có thể thử hàng luôn. Đừng gấp. Cậu ngồi ở sofa trước đi. Đợi tôi đi thay bộ đồ mà cậu thích nhất. Bộ đồ mà tôi thích nhất sao? Sao vậy? Chê chị dâu sao? Làm gì có. Tôi muốn có được chị dâu còn không kịp mà. Thật không? Vậy còn chờ gì nữa? Xong việc chúng ta còn phải đi xem sổ sách của Hách Nhất Thiên nữa. Chị dâu,
chân của chị đẹp quá. Không phải là cậu rất thích đôi chân mỹ miều này của chị sao? Đúng vậy, tôi rất thích. Sao vậy? Em trai không được rồi sao? Đàn ông thì không được nói mình không được. Nếu như chị dâu đã muốn thì tôi sẽ thỏa mãn chị. Em trai nhẹ nhàng thôi nhé, chị sợ đau lắm. Lúc nào cũng bị gọi, ngay thời khắc quan trọng hết. Mau đi nghe điện thoại đi. Alo, Trần Bảo mau đến cứu em. Em đang ở khách sạn Phong Thiên. Đừng sợ, không đánh em đâu, không có đau đâu mà. Trần Bảo, đến mau đi. Thơm quá. Khách tổng à, sao cậu lại đến đây? Khách tổng, chị dâu phát hiện ra rồi. Sao cô ta lại phát hiện ra? Không phải lúc nãy anh đã dùng 5.500 tệ sao? Lại còn ở khách sạn Phong Thiên dùng 2.200 tệ nữa. Đúng vậy, cô ta, sao cô ta lại biết chứ? Chị dâu không gọi được cho anh nên đã gọi cho Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, em biết mà không nói với anh. Không phải đâu. Khách tổng à, anh cũng biết mà. Em và Trần Bảo chỉ là tạm bợ thôi. Em sợ bị lừa nên mới không nói với anh. Anh chắc chắn là Lý Hoài Thanh, cái con đàn bà đó, đã liên kết thẻ ngân hàng với căn cước của tôi, nên cô ta mới biết tôi thuê phòng ở đâu. Nói Tào Tháo là Tào Tháo đến. Em yêu à, sao thế? Anh vừa về đến nhà đã nhớ anh rồi sao? Nửa đêm nửa hôm sao lại có thông báo tiêu dùng ở khách sạn vậy? Đồ khốn, Lý Hoài Thanh. Nếu như không phải vì con đàn bà đó đã chạy mất thì ông đây đã sớm trở thành người Nhật Bản rồi. Đợi ông đây lấy được công ty, ông nhất định sẽ khiến cô ra đi tay trắng. Anh còn tưởng là em nói cái gì, thì ra là chuyện này. Trần Bảo là người của anh, làm việc cho anh cũng vất vả nên cũng không thể không thưởng cho người ta được. Vừa hay gặp được cậu ấy thuê phòng cùng với vợ nên anh liền trả tiền phòng cho cậu ấy. Vừa hay Trần Bảo cũng ở đây. Nào, nói chuyện với chị dâu đi. Chào chị dâu, tôi là Trần Bảo. Thôi đủ rồi. Chị dâu cậu nói muốn cậu ngày mai đến nhà ăn cơm. Vừa hay cậu với Tiểu Nhã đi cùng luôn đi, rồi giải thích chuyện này luôn. Lúc này mà chị dâu muốn mình và Lâm Nhã đến nhà ăn cơm, lẽ nào là đã tìm thấy sổ sách của Hách Nhất Thiên rồi nên muốn đối chứng trực tiếp? Nếu mà như vậy chắc chắn là Hách Nhất Thiên sẽ cuốn quá làm liều. Lẽ nào Lý Hoài Thanh điều tra ra quan hệ giữa mình và Tiểu Nhã sao? Chắc là không đâu. Được, tôi đồng ý thưa Hách tổng. Nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép đi trước đây. Hai người hãy nghỉ ngơi đi. Tiểu Trần, hôm nay cậu hãy ở cùng Tiểu Nhã đi, tôi về trước đây. Không chừng chị dâu của cậu lại cho tôi một trận. Hách tổng, sao anh lại để em ở cùng với tên ăn mày này vậy? Cũng đâu phải là hai người chưa từng ở chung đâu, có phải không? Em yên tâm, cái tên làm thuê này chắc chắn sẽ không dám làm gì em đâu. Hách Nhất Thiên, anh tự cao không được bao lâu nữa đâu. Cảm ơn sự khen thưởng của anh. Nếu không nhờ có anh, có lẽ bây giờ tôi vẫn đang làm thằng phát gạch ở công trường rồi. Đó là bởi vì cậu phát gạch giỏi. Tiểu Trần, trên người cậu sao lại có mùi nước hoa của chị dâu cậu? Mùi nước hoa? Sao em không ngửi thấy? Hách Nhất Thiên, mũi anh thính thật. Mùi nước hoa cũng có thể phân biệt rõ như vậy. Lúc nãy tôi vừa đi một cái hộp đêm. Đàn ông mà, đi hộp đêm cũng là chuyện bình thường. Tôi cũng đã ly hôn rồi, anh biết mà. Hơn nữa, công ty cũng không có quy định nói nhân viên không được đi hộp đêm. Thư giãn một chút. Thật sự là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Thật kinh tởm. Đàn ông mà, đi hộp đêm là chuyện bình thường. Cuộc sống và công việc khó tránh khỏi áp lực, đi giải khuây một chút cũng không sao. Được, vậy tôi cũng không làm phiền hai người nữa. Nghỉ ngơi đi. Khách tổng, không tiện nữa, không cần tiện đâu.
nghỉ ngơi cho tốt nhé. Trần Bảo, anh có phải đã ngủ với Lý Tổng? Suýt chút thôi. Sao em biết? Sao em có thể không biết? Mùi nước hoa trên người anh, tưởng em không ngửi được sao? Em ghen rồi sao? Làm sao em có thể ghen được? Chỉ là em lo lắng cho sức lực của anh. Cho cô ấy ăn no rồi thì có còn sức lực nữa không? Em đã vì anh tắm cả tiếng đồng hồ. Và cả bộ đồ này, cố tình vì anh mà chuẩn bị. Đàn ông không thể nói mình không được. Mau đi. Trần Bảo, em đẹp không? Đẹp. Vậy anh còn đợi gì nữa? Tiểu Trần, Lâm Nhã, hai người đừng ngại, cứ coi đây như là nhà của mình. Đúng không chồng? Đúng vậy. Tiểu Trần à, chị dâu cậu đích thân xuống bếp. Sườn xào chú Ngọc, con gà này nữa, làm rất ngon, ăn nhiều vào nhé. Chị dâu, rốt cuộc chị muốn gì chứ? Tiểu Trần nếu như thích thì ăn nhiều một chút. Được. Cậu sao vậy? Thách tổng, tôi không sao. Có thể là cổ họng hơi bị ngứa, uống nhiều nước vào. Đây là ăn cơm sao? Chị dâu, Tiểu Nhã, hai người đang muốn lấy mạng tôi sao? Lâm Nhã, em hẹn hò với Tiểu Trần bao lâu rồi? Một năm rưỡi. Một năm rưỡi cũng không phải ngắn. Vậy hai người định khi nào kết hôn? Em rảnh rỗi lo chuyện bao đồng. Đó đều là chuyện của vợ chồng trẻ người ta. Em ở đây lo cái gì chứ? Người ta còn trẻ, tự có sắp xếp của bản thân. Được rồi, ăn cơm đi. Em sao thế? Không có gì. Sạch chút thôi. Lấy tay ra, em nói anh nghe. Cái này, cái này là cái gì đây? Dấu vết này là sao đây? Em đây là da bị dị ứng. Cứ đến mùa hè, mũi đốt. Chỉ cần gãi là bị như vậy. Hơn nữa, chiều hôm qua còn bị mũi đốt. Bị đốt hẳn mấy lần. Em, anh không hề quan tâm tới em. Cũng không biết sức khỏe của em ra sao. Còn nghi ngờ em ngoại tình. Em yêu. Em đừng khóc, được không? Đây, là chồng sai rồi. Không khóc nữa, được không nào? Không khóc. Nếu anh không tin em, chúng ta ly hôn đi. Đừng mà, này. Mọi người đều đang cười chúng ta kìa. Ly hôn cái gì chứ? Đúng không? Chị dâu cậu nói bậy thôi. Chị dâu cậu là trách. Ngày nào tôi cũng quá bận rộn, không có thời gian chăm sóc cô ấy. Đây chủ yếu là do chúng ta vẫn chưa có con ấy mà. Tiện nhân, để tôi thuyết phục được các cổ đông còn lại. Đến lúc đuổi cô khỏi hội đồng quản trị cũng là lúc tôi ly hôn với cô. Không có con là do em sao? Còn không phải do anh. Mỗi lần đều chỉ có một phút rưỡi. Muốn dùng con ép tôi khỏi vị trí chủ tịch. Ách nhất thiên, anh sẽ không biết. Ba năm ở bên anh, tôi vẫn luôn uống thuốc tránh thai. Trần Bảo, cậu cười cái gì? Hách tổng, gần đây tôi có quen một vị thần y. Cái này của anh tuy không phải là bệnh gì, nhưng chúng ta cũng cần phải chữa. Anh ta nói dầu thánh của Ấn Độ cũng tốt lắm. Tốt cái đầu cậu. Lãnh đạo của cậu sức khỏe đặc biệt tốt đấy. Mỗi tối một phút. Nếu cậu muốn ăn cơm thì ăn nhiều vào, được không? Có điện thoại. Alo. Ông Lý. Tiểu Nhã. Nếu không có gì thì em về trước đi. Lát nữa anh đưa Hách tổng về.
Lý Tổng, vậy em về trước nhé. Này cái gì? Tiểu Nhã đâu? Tiểu Nhã không được khỏe, nên tôi để cô ấy về trước rồi. Được, tôi có chút việc, tôi phải ra ngoài. Được. Này Trần Bảo, cậu không cần đi đâu, đưa chìa khóa. Cậu ngồi ăn với chị dâu thêm chút nữa đi. Tiểu Trần, người rất tốt đấy. Thế nhé. Đi, chậm thôi. Trần Bảo, cậu điên à? Lúc nãy ở bàn ăn, không phải chị quyến rũ tôi sao? Trần Bảo, tôi là chị dâu của cậu đấy. Bây giờ giữa ban ngày, sẽ bị người khác phát hiện đấy. Quan tâm nhiều thế làm gì? Chị dâu, chị đang uống gì vậy? Rượu Lafite 582. Cậu có muốn thử chút không? Tôi chỉ muốn chị dâu thôi. Thật không? Vậy thì tại sao khi nãy trong cơn mơ cậu lại gọi tên của người phụ nữ khác vậy? Chị dâu ghen rồi sao? Ghen gì chứ? Trò chơi giữa người lớn, suy cho cùng chỉ là mỗi bên đều muốn có lợi cho mình. Nếu như cậu đã giúp tôi lấy được bằng chứng phạm tội của Hách Nhất Thiên, vậy thì giao dịch giữa chúng ta chính thức kết thúc từ ngày hôm nay. Cậu đi đi. Nhưng mà rõ ràng vừa rồi chị dâu cảm thấy rất sảng khoái mà, còn la rất to nữa. Cậu còn nói sao? Tiểu Trần à, chị dâu đã đưa sổ sách cho Hách Nhất Thiên rồi. Hách Tổng à, anh đã nói với người ta là để người ta làm ở công ty anh. Cũng lâu rồi đó nha. Khi nào thì em mới có thể đến công ty làm thư ký của anh vậy? Em muốn cùng anh ở trong văn phòng. Anh nói lại cho em nghe nhé. Cổ đông của toàn bộ công ty đều bị anh mua chuộc hết rồi. Chỉ cần buổi họp hội đồng quản trị trưa mai kết thúc, đừng nói là làm thư ký của anh, thậm chí làm phó chủ tịch công ty, cũng chỉ cần Hách Tổng này nói một câu thôi. Có thật không đó? Hách Tổng có bao giờ lừa em chưa? Hách Tổng à, anh đỉnh thật đó. Ai vậy? Hách Tổng à, đừng quan tâm nữa, chúng ta tiếp tục đi. Tránh, tránh ra. Hách Tổng à, anh đi đâu vậy? Hách Tổng à, anh đỉnh thật đó. Là kẻ nào? Là kẻ nào chứ? Là kẻ nào đã lấy thẻ nhớ của ông đây, đi mất rồi hả? Là kẻ nào? Kẻ nào đã lấy đi mất rồi? Hách Tổng à, anh đáng ghét thật đó. Người ta còn chưa thay đồ xong, sao lại vội vàng thế? Quyến rũ, quyến rũ quá đi mất. Lâm Nhã, con đàn bà đó. Ông đây cho cô ăn, cho cô mặc, cho cô chỗ ở, mà cô lại đối xử với ông đây như vậy sao? Được lắm, cô đợi đó cho tôi. Cô cứ đợi đó cho tôi. Alo, cậu Takeda, thẻ nhớ của tôi bị mất rồi. Đúng là quỷ đội lốt người mà. Bảy nghiệp một đêm, đến bây giờ mà cơ thể mình vẫn còn đau nhức đây. Chị dâu à, tôi vẫn muốn. Tiểu Trần à, nghe lời đi. Chị dâu có việc phải đi ra ngoài một chuyến, chị không thể ra ngoài. Lại nữa, tối qua lăn lộn cả đêm,
Cậu không mệt sao? Ở cùng với chị không bao giờ thấy mệt. Tối nay sẽ cho cậu được không? Không được, tôi muốn ngay bây giờ cơ. Nghe điện thoại trước đi. Alo, Trần Bảo à, Lâm Nhã đang ở trong tay tôi. Nếu không muốn cô ta xảy ra chuyện thì cậu hãy lấy thẻ nhớ ra đổi đi. Tôi sẽ lập tức đến ngay. Đợi tôi trở về nhé. Thách Nhất Thiên, anh đúng là đồ cặn bã. Tôi đúng là đồ cặn bã đó thì sao? Tôi là đồ cặn bã này. Tôi cho cô ăn, cho cô uống, cho cô mặc. Mà cô và đồng bọn lại tìm người để chơi tôi phải không? Anh bắt nạt tôi nhiều năm như vậy, anh đáng bị báo ứng. Được, tôi sẽ cho cô biết thế nào là báo ứng. Hai người các cậu ấn cô ta lên bàn cho tôi. Anh, sau khi tôi làm cô ta xong rồi sẽ để cho hai cậu làm nhé. Buông ra. Dám cắm sừng ông đây à? Ông đây tiễn cô lên đường luôn. Buông ra. Thách Nhất Thiên, dừng tay. Trần Bảo à, mặc kệ em. Anh mau đi đi, anh không đánh lại bọn họ đâu. Này thì lắm lời. Thách Nhất Thiên, đừng động tay động chân nữa. Được, tôi dừng tay. Tôi dừng tay rồi đó. Vậy cậu, đưa tôi cái thẻ nhớ đi. Thách Nhất Thiên, đồ đáng ghét nhà anh. Tôi đưa cái thẻ nhớ cho anh thì anh sẽ thả người ra chứ? Đương nhiên rồi. Thẻ nhớ về tay anh rồi. Thả người ra đi. Thả người sao? Tôi đã nói tôi sẽ thả người. Khi nào nhỉ? Thách tổng này chưa từng nói thật bao giờ cả. Không sao chứ? Cậu ta kê ra. Cậu còn đợi cái gì nữa hả? Ra đây xử đẹp hai đứa nó cho tôi. Chàng trai trẻ à, giỏi lắm. Đất nước các cậu có câu tục ngữ Takeda, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Miễn là cậu sẵn lòng đến đất nước phù tang của chúng tôi làm chó thì người đẹp, tiền tài, địa vị, tất cả đều có thể cho cậu. Chỉ là một nước nhỏ bé như viên đạn, làm sao xứng để tôi cúi đầu quy phục chứ? Rốt cuộc cậu là ai? Sao lại lợi hại như vậy hả? Tôi là người muốn lấy mạng cậu đó. Cậu có quan hệ gì với sát nhân Vương Mỹ Dung hả? Mỹ Dung sao? Là đệ tử của tôi. Mấy người chuẩn bị xuống địa ngục đi. Đợi đã. Nào, đưa người lên đây. Mau lên. Nhìn thử đi. Nhìn xem đây là ai. Tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu không dừng tay thì cậu có tin là tôi xử đẹp cô ta luôn hay không hả? Thách Nhất Thiên à, đầu anh toàn bã đậu sao? Anh bắt trói vợ anh lại rồi đe dọa tôi sao? Anh chắc là mình không bị bệnh chứ? Cậu cũng biết cô ta là vợ tôi sao? Đó là cách mà cậu đối xử với anh cậu đó sao? Ông đây cho cậu ăn, cho cậu mặc, cho cậu uống. Vậy mà mấy người lại ngủ với nhau sao? Tôi lấy cái thẻ nhớ đó chỉ là để trả thù anh thôi. Sao cậu lại trả thù tôi? Trước đây tôi thực sự quá coi thường cậu rồi. Cậu đỉnh lắm. Cậu có thể khiến những tên sát thủ đẳng cấp thế giới truy đuổi cậu khắp nơi để xử cậu. Thách Nhất Thiên, tôi không liên quan gì đến Trần Bảo cả. Mắc mớ gì lại nhắm vào tôi chứ? Đừng ở đó làm khó người khác. Nực cười. Hai người mà không có quan hệ gì sao? Thách Nhất Thiên, anh thả chị dâu ra đi. Có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi này. Hai người tình cảm dạt dào quá nhỉ. Được, cậu quỳ xuống cho tôi. Nếu không, cậu ta kê đa, tiễn cô ta lên đường cho tôi. Trần Bảo, đừng lo cho tôi. Cậu mau đi đi. Anh Hát à, người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà bị xử thì thật tiếc quá. Vậy cậu hãy để cô ta nếm thử kỹ thuật của xứ phù tang các cậu một chút đi. Nhưng mà tôi muốn cậu ta tự tay cắt đứt tim mạch của mình. Dừng tay. Tôi cắt. Trần Bảo, Mỹ Dung, không chỉ có cô mất mạng ở Nhật Bản
Sư phụ của cô cũng đã mất mạng dưới tay tôi. Tôi mới là sát thủ số một thế giới. Tiểu Trần, sao cậu lại ngốc thế? Cậu ta ngốc chỗ nào? Tôi nói cho cô biết, cô mau ký thỏa thuận, chuyển cổ phần cho tôi đi, tôi sẽ tha cho cô. Tiểu Nhân, có đánh tôi như nào tôi cũng không ký. Cậu ta kê đa, bắt giữ cô ta lại cho tôi. Tôi không tin cô không ký. Ký đi. Lý Hoài Thanh, cô yên tâm, từ giờ trở đi, tập đoàn Lý thị của cô, tôi sẽ thay cô quản lý thật tốt. Khách Nhất Thiên, tôi có làm quỷ cũng không tha cho anh. Tôi nói cho cô biết, tôi không tin vào thần Phật, là người theo chủ nghĩa duy vật. Người đâu? Đi, xuống đây. Nhã Vân, Khách Nhất Thiên, anh làm gì vậy? Anh thả bọn họ ra. Tất nhiên là tôi. Ăn miếng trả miếng. Anh dám? Cậu xem tôi có dám không? Em nói thử, các em là hai chị em sinh đôi. Mặc dù chỉ bắt được một mình em, nhưng để nói một lời công tâm, anh đã cố gắng rất nhiều để nuôi dạy các em khôn lớn. Các em lại để tên nhóc này nhanh chân đến trước. Anh thật sự không cam tâm. Tôi cho cậu đó. Cậu ta kê đa, xử lý hai đứa này cho tôi. Phụ nữ của Đại Hạ sao? Tôi rất thích. Đồ độc ác, thả họ ra mau. Cậu ta kê đa, hãy cho tôi được thấy tay nghề lưu luyện nhất Nhật Bản của cậu đi. Làm nhục hai người bọn họ ngay trước mặt Trần Bảo cho tôi. Hách tổng, anh làm gì vậy? Là em đây, chúng ta là một phe mà. Anh cứu em với. Cứu cái gì? Cứ làm đi. Tên khốn, mau thả họ ra. Những kẻ dám đụng đến người của sư phụ Mỹ Dung, Thất Tinh Thượng Tướng, Trùng Sát Thủ, mau nộp mạng đi. Mỹ Dung, không phải cô đang ở Nhật Bản sao? Sao lại có thể xuất hiện ở Đại Hạ vậy? Mỹ Dung, tôi biết rồi. Cô nhất định đã cầm tiền của Trần Bảo. Trần Bảo cho cô bao nhiêu tiền, tôi cho cô gấp 10. Quyền lợi, tiền bạc, địa vị, mọi thứ đều là của cô. Tôi, cậu ta kê đa, không phải cậu đã mua chủ quan chức cấp cao ở Đông Hải rồi sao? Chuyện này sao có thể? Đó là bởi vì sư phụ tôi đã phát hiện từ sổ sách của anh, biết được là anh cấu kết với người Nhật Bản, nên đã tương kế tự kế. Với lại Mỹ Dung ở Nhật Bản chỉ là thế thân của tôi. Cái gì? Không thể nào. Bởi vì thân phận thật sự của tôi chính là Thất Tinh Thượng Tướng Đại Hạ. Thất Tinh Thượng Tướng? Sao cô có thể là Thất Tinh Thượng Tướng được? Thất Tinh Thượng Tướng đến Đông Hải, tôi không thể không biết chút thông tin nào. Cô không thể. Cô không thể nào là Trần Bảo. Là tôi đây. Để tôi nói với anh, tất cả là do tên khốn Hách Nhất Thiên này. Anh ta luôn nói dối tôi. Trần Bảo, chúng ta tái hôn được không? Tôi bị mắc bệnh sạch sẽ. Sợ dơ, ngân quỷ của Hách Nhất Thiên, tất cả đã bị đóng băng hết rồi, bao gồm cả tiền tiêu vặt của cô. Không, Trần Bảo, Trần Bảo à, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Khách Nhất Thiên, anh đã làm nhiều điều ác, đến lúc phải nhận lại quả báo rồi. Chị dâu. Tiểu Trần, cậu mau chạy đi, trên người tôi có gắn băng, tôi sẽ cho nổ tung hết đám người các cậu. Tôi. Khách Nhất Thiên, là cái này sao? Tôi đã giải quyết trong 3 giây rồi. Không thể nào. Không phải cậu đã cắt đứt kinh mạch rồi sao? Sư phụ tôi là thiên sư võ thuật, cắt đứt kinh mạch gì đó, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể tự mình hồi phục. Thiên sư võ thuật. Sư phụ, do đệ tử sơ xuất mới để cô Hách Nhã Vân trốn về nước trước, suýt nữa gặp nguy hiểm, xin sư phụ cứ xử tội. Đứng dậy đi. Chị dâu, bắt đầu từ hôm nay, chị chính là chủ tịch mới của tập đoàn Hách Thị. Mỹ Dung cũng đã đầu tư vào 10 tỷ. Các ngân hàng lớn cũng sẽ lần lượt đổ tiền cho vay. Tiểu Trần, chị cũng đã 30 tuổi rồi. 2 năm nữa sẽ qua độ tuổi sinh con tốt nhất của người phụ nữ. Cho nên
Tập đoàn Hách thì vẫn nên giao lại cho cậu đi. Chị dâu, chị muốn sinh con à? Lý Tổng nói rất đúng. Làm phụ nữ, độ tuổi sinh con tốt nhất cũng chỉ có mấy năm thôi. Đây là bất động sản mà Hách Nhất Thiên lúc đầu mua, đã đứng tên tôi. Giờ nó là của anh. Nhã Vân, vậy cô muốn sinh con cho ai à? Tiểu Nhã, không phải em cũng nói với anh rằng em sẽ bỏ anh đi, sinh con cho người khác chứ? Ba người các cô lại lén tôi đi cặp với người khác. Sư phụ, nếu như ba người họ đều không cần anh nữa, hay để tôi chịu thiệt một chút. Vẫn là đệ tử tốt nhất. Đi thôi, chúng ta về nhà sinh khỉ con. Trần Bảo, anh dám? Sao vậy? Ba người các cô muốn để tôi làm ba dượng à? Chúng tôi có thai rồi. Đứa bé là của anh. Tôi sắp làm ba rồi sao?